À, xin chào anh chị đã quay lại với kênh Thức Bất Động Sản Miền Tây. Thì hôm nay em đã có mặt tại là ấp Phú Thạnh, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, giới thiệu cho chị một mảnh đất full thổ cư nha anh chị, 500 mét vuông, rất thích hợp cho anh chị là làm nhà vườn nghỉ dưỡng nè ha, hoặc là chúng ta xây một phần đất thôi, chúng ta chia nhỏ ra bán lại nha anh chị, một phần nhỏ cũng được nha. Thì mảnh đất trước mặt chúng ta nè đang trồng dừa nha anh chị, hai mặt tiền luôn. Đất chúng ta là trong đối diện cái ngã tư ở đây. Thì ở vị trí này cách thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đâu đó khoảng là 2 km nha. Đường cái mặt tiền này là ngang là 27, ngang 27, đường là đường nhựa này là khoảng là 4 m nha anh chị. Bên đây là cũng mặt tiền đường đan luôn, đường đan mặt tiền này là khoảng là 18,6 m, đường đan thì đường đan khoảng 3 m nè. Thì con đường này thì chúng ta đi ra tới ngã ba lớn về phải lên khoảng là 2 km là tới thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Còn bên đây thì con đường thẳng này tại chúng ta chạy là khoảng 3 km là tới là Bến Tranh, chợ Bến Tranh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Rồi thì đất chúng ta là xung quanh rào hết nha anh chị, rào bên mưa hết nha. Bên trong trồng dừa nè, đây một cây dừa em biếm đây chắc khoảng gần 30 cây dừa nha anh chị. Cái ranh là từ cái gốc đó đó đi là đây. Mặt tiền chúng ta là ngang là 27 m, 500 m2 full thổ cư nha anh chị. Đất thì có một hai cái mương nhỏ thôi, không có nhiều ha. Đất cao gần mặt đường nha anh chị. Này là các trụ ranh nè. Cái hướng bên kia là giáp một cái ngôi nhà nha. Xung quanh là dân cư có à, ở chuyện bên đây có một cái nhà, hai nhà. Đường này khá là nhiều nhà nha anh chị. Và chủ đang kêu bán có mảnh đất này ha, 500 m2 nha anh chị, full thổ cư với cái giá là 1 tỷ 300 triệu đồng, vẫn còn thương lượng cho mình nha anh chị ơi. Rồi em sẽ đi cái mặt kia cho quý anh chị xem nha. Đất chúng ta theo cái hướng này nè, là hướng nam nha anh chị. Đó. Còn em chúng ta làm mặt tiền đường này cũng được ha. Nam này thì mặt tiền là hướng đông. Nè, đây bên đây là cũng rào bến mưa ha. Mặt tiền bên đây là dài 18,6 m ha. Đường này được thông luôn. Hai mặt tiền. Em nghĩ mảnh đất này khá là đẹp ha. Thích hợp như dưỡng nha. Theo em anh chị có thể xây một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ ha. Còn dừa này chúng ta tận dụng ha, đừng có đốn nha anh chị, chăm sóc lại thôi. Đó, dừa nè cũng khoảng 30 cây dừa nha anh chị, full thổ cư mà xây dựng được ngay nha anh chị, khỏi cần đóng thổ cư giấy tờ rồi ha. Sổ này sổ hồng riêng nha anh chị. Rồi em sẽ tóm gọn ha, mảnh đất chúng ta là 500 m2 full thổ cư, ngang 27, mặt tiền này nè dài bên đây là 18,6 nha, tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Có hướng nam nha anh chị, chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 300 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha anh chị ơi. Rồi quý chị nào có quan tâm đến mảnh đất này, vui lòng liên hệ em Thức Bất Động Sản Miền Tây để cùng đi xem đất và thương lượng trực tiếp giá cả nha anh chị. Thì em có nhu cầu ha là tìm đất tìm nhà tại là tỉnh Tiền Giang nha anh chị, Mỹ Tho đều có hết nha. Quý chị có thể liên hệ em số điện thoại trên màn hình nha. Em sẽ gửi một số sản phẩm nhà đất cho mình xem và chọn lựa ha, hợp ý mình nha anh chị. Thì đôi khi nó là cũng em cũng không có thời gian nhiều để quay những cái video, thì quý anh chị có thể liên hệ em qua cái Zalo á, em gửi hình cho quý anh chị xem, ưng ý thì chúng ta có thể đi xem nhà, xem đất và thương lượng trực tiếp giá cả nha anh chị. Em là bán nhà đất chính chủ không nha. Cuối cùng ha, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em.
Hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thức Bất Động Sản Miền Tây nhé. Xin kính chào. Xem thêm nhiều tại website nhà đất đẹp miền tây.com.